con gái út 17 năm tìm mẹ Việt, xúc động khi gặp lại người có ơn. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1974, tại Bệnh viện Phụ sản Sài Gòn, một bé gái khỏe mạnh, xinh xắn ra đời, nhưng em lại không may mắn như bao đứa trẻ khác. Mẹ bỏ đi khi Vân vừa mới lọt lòng, thứ duy nhất mà bà để lại là cái tên Lưu Thị Vân. Cô nhi viện Santa Maria ở Sài Gòn đã cưu mang Vân, và chỉ một tháng sau đó, Vân có duyên được một cặp vợ chồng người Úc là Richard và Marlene nhận làm con nuôi. Từ đó, Lưu Thị Vân được đổi tên thành Sue Bylund. Cô đã trưởng thành như một người Úc thật sự. Sue sống trong tình yêu vô bờ của cha mẹ nuôi và hai người anh da trắng. Cô cũng biết mình là con nuôi vì cha mẹ chưa bao giờ giấu cô sự thật này. Nhưng với một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ, cô không bao giờ thắc mắc về việc mình là con nuôi hay con ruột. Năm Sue lên 9, cha nuôi cô qua đời. Lúc ấy Sue mới thấm thía thế nào là cảm giác mất đi người thân. Lúc này cô mới nghĩ đến cha mẹ ruột của mình nhiều hơn. Do gia đình Sue sống trong vùng ngoại ô thành phố Perth, người nhập cư đến từ nhiều sắc tộc khác nhau, mẹ cô thường hay mời họ đến nhà tiếp đãi và trợ giúp cho những gia đình muốn nhận con nuôi như bà. Do đó, Sue có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Qua những cuộc tiếp xúc ấy, cô dần dần nhận thức được sự khác biệt của mình. Nhiều câu hỏi về gốc gác của bản thân bắt đầu xuất hiện. Sue chia sẻ, tôi biết rằng mình sẽ không thể mở rộng trái tim với bất kỳ người lạ hay thân quen mỗi khi họ hỏi tôi người gốc nước nào và đến Úc như thế nào. Thực sự tôi rất sợ mối liên kết và nguồn gốc Việt Nam của mình. Tôi lo sợ về những điều mình chưa biết rõ. Bước ngoặt trong đời. Mang theo những câu hỏi ấy, nhưng Sue không bao giờ đủ can đảm đi tìm câu trả lời cho chính mình. Mãi đến khi cô kết hôn, năm 1999, Sue sinh được một cô con gái đáng yêu. Sự ra đời của con gái là bước ngoặt lớn cho hành trình đi tìm nguồn cội của cô. Ngày Sue đi làm giấy khai sinh cho con, cô rất ngạc nhiên khi phát hiện nhiều tài liệu chứa thông tin liên quan đến mình được chính quyền địa phương lưu trữ. Giấy ủy thác của cô nhi viện Santa Maria ở Sài Gòn, tờ cam kết của luật sư Việt Nam, giấy xác nhận quyền con nuôi của tòa án bang Tây Úc. Và cô đã nhìn thấy cái tên của mẹ trong đó, Lưu Thị Hạnh, còn cha là vô danh. Sue chợt nghĩ, có thể vì một lý do đau khổ nào đó nên mẹ mới bỏ rơi cô. Sau hàng chục năm rời Việt Nam, lần đầu tiên Sue quyết định trở về quê hương để đi tìm sự thật. Trở lại Việt Nam, địa chỉ đầu tiên mà Sue tìm đến là Bệnh viện Phụ sản ở Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sue đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp vì cô không biết tiếng Việt, nhưng may mắn đã mỉm cười khi cô gặp được người y tá từng chăm sóc cho mình. Hơn chục năm trôi qua và bà ấy đã già. Có thể nói đó là người phụ nữ gần gũi cô đầu tiên kể từ khi mẹ bỏ cô ra đi. Bà đã khóc khi nhìn thấy Sue, đứa bé năm nào đã lớn khôn và thành một người mẹ, vẫn nhớ tới Việt Nam và vẫn tìm lại bà. Sue kể, bà ấy khóc và kể rằng từng chăm sóc hàng trăm đứa trẻ trước khi chúng được đưa ra nước ngoài. Bà luôn nghĩ về số phận của chúng và tôi là một trong những người đầu tiên quay lại tìm bà. Đó là cuộc gặp gỡ xúc động đầu tiên kể từ khi Sue về Việt Nam. Được nữ y tá hướng dẫn, Sue tiếp tục đến Ủy ban Nhân dân quận 1 để tìm hồ sơ liên quan đến mẹ. Rất may, mọi thứ về cô vẫn còn được lưu trữ. Mẹ tên là Lưu Thị Hạnh, trú tại Hương Lộ 14, Phú Thọ, nay là đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Có được manh mối, Sue tìm đến địa chỉ này, nhưng không thu thập được thêm bất cứ thông tin gì. Hành trình tìm mẹ coi như rơi vào ngõ cụt. Cô tự hỏi những thông tin mình có liệu có phải thật. Không có gì chắc chắn mẹ cô tên là Lưu Thị Hạnh và nhà bà ở địa chỉ trên. Điều quan trọng hơn hết là mẹ cô có còn sống hay không, cha cô là ai, vì sao họ lại bỏ rơi cô? Dù chưa tìm được câu trả lời, nhưng Sue đã tìm được ý nghĩa cuộc đời mình, đó là giúp đỡ những người con nuôi khác tìm lại cội nguồn. Cô đã kết nối với một mạng lưới con nuôi gốc Việt trên khắp thế giới, phát triển các mối quan hệ với họ và giúp họ chia sẻ các thông tin. Sue hiện là một nhà thiết kế nội thất, có công ty riêng và đang làm việc cho Ủy ban xây dựng trường học bang Victoria. Hiện tại, dù không sống ở Việt Nam, nhưng vẫn luôn có nhiều cách để Sue kết nối với Việt Nam. Con gái đầu của Sue nay đã lớn. Trước khi quay lại Úc học đại học, cô gái muốn về Việt Nam một năm để dạy tiếng Anh cho trại trẻ mồ côi ở Vũng Tàu. Con gái là máu mủ, ruột thịt đầu tiên trong đời của Sue và cũng là người đầu tiên giúp Sue kết nối một phần nào đó với Việt Nam. Sue xúc động. Con gái giờ đã sống ở Việt Nam lâu hơn cả tôi. Điều đó thật đặc biệt. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng mối liên kết với Việt Nam của mình vẫn mạnh mẽ qua các thế hệ và xuyên suốt cả cuộc đời chúng tôi. Tôi tin rằng đến một ngày sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi của mình và tôi sẽ gặp được những người tôi yêu thương nhưng chưa biết mặt.